của Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là đã xây dựng niềm tin của Phật tử của Phật giáo. Thì đó là cái biểu tượng lý tưởng tâm linh của người Phật tử Việt Nam. Đó là thành quả của sự hoạt động của chúng ta là. Người Việt Nam phải có Phật giáo Việt Nam thì tạo mà vai trò chúng tôi là người Phật giáo Việt Nam thì mang dòng máu dân tộc Việt Nam, cho nên chúng tôi phải làm tròn cái bổn phận của mình của dân tộc Việt Nam. Đây là quê hương mới, tôi lại đóng góp dùng các thầy để xây dựng một quê hương mới. Tôi là Thích Hăng Hoàng.